Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi của chú chị hình ảnh của đại cặp đực kem ha. Ở trong đây thì một con F1 và một con F2 này của chú chị. Đó, một con F1 và một con F2 ha. F2 pin lực này của chú chị. Đó, hai con này thì lụng 6 tháng tuổi nè. Đó thì cái con F2 này nói chung thì nó con của con bò siêu của chú chị. Đó, chiều cao nó nói chung thì nó pin lực ha, nhưng mà nó không cao hung, chiều cao nó là 1m1 bò của chú chị. Đó, còn con F1 thì chiều cao là 1m14 bò, 14-15 bò. Đó, nhưng mà em báo thì từ 1m13 tới 1m15 bò đi. Hai con thì kiểu mẫu rất đẹp nha cô chú chị. Đó, chân bóng thì hoàn thiện ha, không ổn xe là xuống rút ruột gì. Đó thì cặp đực kem này anh chủ nhà bán giá là 37 triệu. Đó, 37 triệu là không bao ship nha cô chú chị. Đó, nhưng mà được con cái thì em nói hai bò này comment thì rất hay bò cô chú chị. Đó, hai con thì comment rất hay bò. Đó, bò này nói chung là kiểu mẫu nè. Đó, chân bóng, chân bóng thì chân bóng sò, xương sóc thì khá to ha. Đó, xương sóc thì khá to, không bị ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì nghe của chú chị. Đây, nhưng mà em nói con này thì cấp mình lăn bò. Nó rất dày bò của chú chị, tướng tá cấp mình nè. Đây, chân bóng thì chân bóng sò không ha. Thì được của chú chị nào thấy giá cả hợp lệ thì mua luôn ha. Đó, nói chung thì tại vì hai con bò này nói chung thì cấp mình rất hay bò, rất đẹp của chú chị. Tướng tá kiểu mẫu ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hay được thì liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em chỉ tên số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Hai con tướng tá kiểu mẫu rất đẹp nè cô chú chị. Đó, nói chung thì tiền nào của nấy ha, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua hộ em. Đó, tại vì cái con F2 nó lông nhuyễn da mỏng, nó pin lực lắm cô chú chị. Đây, nói cái lưng của nó nè, chú chị coi cái dàn lưng dài nè. Đó, này, dài nở ha, nói chung thì đích nở dài nở tướng tá cấp mình thì rồi còn là mặt cục không của chú chị. Nó mặt thì mặt cục không ha. Chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Nó còn muốn gặp mình trực tiếp điện cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kinh doanh bò xe phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò giống béo bò sinh sản vào 20 giờ có ưng thì điện cho em ha. Đó, bò tướng tá cấp mình thì rất hay bò. Nó nói chung là tiền của mấy con này thì cũng đứt nở dài nở nè cô chú chị, thấy không, thấy cái dàn dài của nó không. Đó, đứt nở dài nở nè. Đó, mặt mài nè cô chú chị, đây mặt mài nè, thấy không. Đó, bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về nuôi vô béo thêm ha. Đó, đó, lưng toàn là dương lưng dây đôi ha, hai phần hai chân trước nè. Đó, chân cẳng nó đứng rất khéo nha cô chú chị, chân cẳng nó đứng rất khéo ha, bò không bị gió bọt, không bị bún giò. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tham khảo. Đó, giá là 37 triệu. Đó, 37 triệu là giá chốt ha, giá này không thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó thì tính ra có 18 triệu 500. Đó, bò thì 6 tháng tuổi ha, nhưng mà em nói hai con này thì rất dài đòn, bò rất dài đòn. Đó, con F2 này pin lực khỏi nói luôn. tướng tá cấp mình nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp chủ nhà tiếp thì điện cho em chỉ tin tức nhà của chú chị điện tiếp. Đó thì nói chung là tiền nào mình lấy của chú chị. Đó, tại vì bò đứt nở dài nở, tướng tá các mình thì dài đòn, rất dày bò. Đó, còn những con bò dài lép lép thì giá tiền nó phải rẻ, còn những con bò mà đứt nở dài nở thì giá tiền nó khác quý chị. Đó, con hai này hai con bò rất dài đòn ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả lại thì mua về nuôi béo thêm. Đó, còn giá cả thì còn loại những con khác ha, nói chung mình cứ chia hình. Đó, em cũng thương lượng xuất giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì hình ảnh và giá cả của cặp đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của một con bò kem chữa ha. Đó, con này thì hiện tại chữa 3 tháng rưỡi nè cô chú chị. Đó thì hiện tại đang ôm chữa lứa thứ hai ha. Đó thì con này thì hiện tại đang chữa lứa thứ hai nè. Đó, chiều cao của con bò này thì chiều cao nó dao động 1m38 và 9 bò của chú chị. Nói chung thì hiện tại nói chung thì con bò này nó làm cái gì cũng tàn sáng nhất rồi, 1m38 và 9 bò ha. Đó, nhưng mà con này thì được con cái xương sóc rất to của chú chị, chân móng sò ha. Đó, chân móng sò, xương sóc rất to.
Đó thì hiện tại đang ôm chữ kem luôn cô chú chị. Đó, tướng tá dài đòn này. Đó thì con bò này chủ nhà bán giá là 27 triệu. Đó 27 triệu là giá chốt tại chuồng, hay là không bao ship cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, bò thì đầu trụi ha, kem đầu trụi cô chú chị. Đó nhưng mà em nói xương sóc rất to, nói chung hiện bò này chữa chỉ mới có 3 tháng rưỡi vậy. Đó, như con bò này mà lớn chữa chừng 6-7 tháng ha, là con bò này phè bò dữ lắm nghe quý chị. Đó, con bò sẽ mặt thì nghiêm chỉnh nè, nó thì sẽ mặt hai sái ha, dưới này sái nè. Đó, sẽ lưng thì nghiêm chỉnh nha cô chú chị. Đó, bò này thì sái tích nghiêm chỉnh ha, chân móng thì hoàn thiện. Đó, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì, xương sóc khá to nè cô chú chị. Đó, cô chú chị này, cái con bò này cũng liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Nó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, chỉ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Những con bò chữa như thế này thì bên em giao về trong vòng một tuần lễ, cô chú chị kia thú y khám xác minh chữa giùm em ha. Nó nói chung thì con bò này anh chủ nhà ít dắt ra ngoài cọp luôn chú chị. Chúng ta cấp mình nè. Đây. Đó thì đó những con bò mà đã rồi như thế này thì bên em bán cho cô chú chị mình về trong vòng một tuần lễ thì cô chú chị ý. Đó thì những con bò mà đã rồi như thế này thì bên em bán cô chú chị mình về. Đó thì bên em sẽ bao lòi trong vòng 3 tháng ha. Về những con bò đã rồi thì bên em sẽ bao lòi cô chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lúa húi trục trặc thì bên em thâu bò về, còn tiền bò thì xe đủ cô chú chị mình luôn. Đó, bò này chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to nha cô chú chị. Đó, chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to ha. Đó, cấp mình nè cô chú chị thấy không? Đó, nhưng mà được con cái thì em nói con bò này nó rất dài đòn của chú chị. Đó, tướng mạnh khỏe mạnh. Đó, lông nhuyễn da mỏng nha. Đó, về phần vú nè. Đó, về phần vú thì em quan sát thì 4 vú ha. Con này thì hiện tại đang em chữa lứa thứ hai. Đây chân móng nè cô chú chị thấy không? Chân móng nó chân móng sò ha. Cái ngang của nó nè. Đó. Đó, nói chung thì con này nó chữa mà chừng ít tháng nữa nó phè bò dữ lắm cô chú chị. Đó giá là 27 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò kem chữa nó thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số của nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó xương sóc thì khá to nè cô chú chị. Đó xương sóc thì khá to nè thấy không? Đó giá là 27 triệu. Đó thì nói chung thì tức khi hình em cũng thương lượng sắp giá cho bà con mình hết rồi. Thì giá hợp lệ thì muốn ủng hộ ha. Đó, bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình nuôi cũng sinh sản thêm. Nó thì hiện tại con này đang em chữa thứ hai. Đó đang em chữa thứ hai gì? Tướng tá cấp mình dài đòn, tích nở dài nở ha. Qua thì qua to. Đó, qua thì con bò này qua đây, qua thì qua ngày qua xám luôn chú chị. Con kem này là những dạng như con kem xám vàng vậy. Nó tướng tá cấp mình nó thì bà con mình nuôi, nó mình nuôi sinh sản thêm ha. Nó xương sóc rất to, chân móng thì hoàn thiện, nó không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì hình ảnh vậy bữa nay em gửi đến đầy đủ chú chị mình rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục video đăng bán. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh một cái kem chữa ha. Đó thì con này thì hiện tại đang ôm chữa lứa thứ ba nè cô chú chị. Đó chữa được 3 tháng rưỡi ha, thì hiện tại đang ôm chữa kem. Đó thì con bò này nói chung thì nằm về tàn sát nhất nè cô chú chị, nó dài đòn cái em nói con bò này nó dài đòn hết nó nổi luôn. Đây nó dài đòn nè, dài đòn cái điện thoại em quay muốn không hết bò luôn cô chú chị. Đó nhưng mà chiều cao của nó thì chiều cao dao động 1m42 tới 44 bò cô chú chị. Đó chiều cao nó dao động 1m42 tới 1m44 bò ha. Thì hiện tại nó đang ôm chữa lứa thứ ba. Đó con bò này nói chung thì nằm về tàn sát nhất thì cô chú chị. Đó đầu tuổi trướng tám mà. Đó thì con bò này chủ nhà cũng bán giá là 37 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, em nhưng mà con cái thì nó con bò nó dài đòn dữ dằn luôn cô chú chị, bà con nào mua thì em tiếp xe luôn cho bà con mình đỡ thì phía xe ha. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Bình Dương, Bầu Bàng Bình Dương, đó Kiến Tường Long An, đó với em đang có chuyến gom bò về Đắk Lắk cô chú chị, đó với Đồng Tháp ha.
đó, với em có chiến như về Bình Thuận đó, thì bà con nào mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ biết xe luôn cho bà con mình đỡ thì biết xe đó. Nhưng em nói con bò này tướng tá dài đòn rực rạc lắm của chú chị, nó lông nhuyễn da mỏng, cái ngang của nó là cô chú chị thấy cái ngang hết biết không, nói chung thì nó nằm về tàn sắc nhất vậy ha. Đây xương sóc thì khỏi nấu, dàn xương sóc luôn của chú chị đó, xương sóc nè đó, chân móng nè, chân móng xương sóc nè, em thấy cái dàn xương của nó là của chú chị thấy không, nó rúng nè đó, hết biết dàn lúng không đó, rúng yếm nè, mặt mài nè của chú chị đó, mặt mài nè đó, đầu thì đầu trụi ha đó. Nhưng mà nói chung thì con bò này sấy lưng nó hơi tròn gì dai chút nha của chú chị, nó tròn gì dai ha, nó tròn gì dai, sấy mặt nè. Đây sấy mặt thì nghiêm chỉnh là chú chị, sấy mặt thì hai sái ha, một sái nghiêm chỉnh, một trái thì nằm xê dưới đó, hai chân trước nè đó. Thì chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đây cái ngang của nó là của chú chị hết biết cái ngang không đó, vú nè, vú thì bốn vú ha đó, cái ngang của nó nè, đây cái lưng nè đó, dần dài của nó nè chú chị thấy không, chiều cao nó tới 1m42 44 bò của chú chị đó. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, nó còn muốn gặp con chủ nhà trực tiếp thì cho em những tin số nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Nó tướng tá thùng dạo cấp mình nè đó, nói chung thì con bò này nằm về là cái hệ bò tầng nhất của chú anh chị, nó nằm về hệ bò tầng nhất vậy ha. Nó em nói nó dài đòn khỏi nói luôn đó, giá là 37 triệu. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình đó. Thì đối với những con bò chữa như thế này thì bên em bán với cô chú chị mình về trong vòng tuần lễ đó, kinh quy khám sức chữa là giùm em ha đó. Nếu có chữa rồi thì em giao phần chữa của chú chị mình ha, em chỉ còn lãnh bên lòi đơm đó. Thì những con bò mà đã rồi thì bên em bán bao lòi của chú chị trong vòng 3 tháng đó. Nếu về có lưu ý trục trặc thì bên em thâu bò về hoàn tiền bò tiền xe đủ của chú chị mình luôn đó. Con bò này em nói là xương sóc thì rất to chú chị, xương sóc cối luôn ha, nó rúng yếm đầy đủ, tướng tá cấp mình nè, dài đòn ha, con bò này dài đòn lắm của chú chị, nó dài đòn quay lấy không hết bò luôn, hết biết con bò luôn đó. Nói chung tại vì con bò này mới chữa có 3 tháng rưỡi của chú chị, nó cũng chưa có phè bò hung nữa ha, nhưng mà bò này chữa thì 5 tháng 6 tháng nó phè bò dữ dằn luôn của chú chị đó, phè bò dữ dằn luôn nè. Đây tướng tá cấp mình nè của chú chị đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng con bò kem chữa này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình đó. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp đó. Thì em kênh Săn Nuôi Bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày đó. Thì bà con nào muốn mua bò dấu béo, bò sinh sản vào 20 giờ của ưng thì điện cho em ha đó. Giá là 37 triệu đó, tướng tá cấp mình. Em nói cái ngang của con bò này dữ dằn luôn của chú chị, cái ngang hết nó nổi luôn. Đây cái ngang của nó nè, nó dài đòn cái ngang cái dàn thùng của nó thôi, ý mà nó chữa nhỏ tháng nhưng mà lớn tháng nó phè bò là dữ dằn luôn đó. Thì hình ảnh và giá cả của con bò này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha đó. Giá là 37 triệu rồi. Thì hình ảnh và giá cả của con bò chữa này em gửi đến cô chú chị xong rồi, bây giờ tiếp tục video đăng ngắn ngày hôm nay.